Hello, cuộc sống thực tế. Xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ. Hôm nay mình sẽ review cho anh em coi cục máy quay Thái 110 nha anh em. Cục này thì mình đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Cục này là nguyên zin nha các bạn. Nay mình đang test bình xăng full bộ của 99 nha anh em. Anh em xem tham khảo được alo cho mình nha. Máy này thì anh em cho mình xin lỗi không báo giá được nha. Thì anh em nào kết bạn Zalo đi, rồi vô Zalo mình sẽ báo giá anh em tận tình nha. Máy này đời cao nha anh em, đời số toa 80 đầu ha. 80 đầu đời 201. Máy còn rất là đẹp, máy cọp nha anh em. Sơn còn nguyên zin. Máy mình là đầu nồi chưa gớt nha anh em. Lửa là qua lăng mâm lửa thì còn 7 màu, gon còn zin luôn nha anh em. Cái gon này là còn nguyên zin. Này anh em thấy không? Còn nguyên zin. Những con ốc nè, không có cạnh là rất là đẹp nha anh em. Còn lung linh luôn nha. Cái máy này nha. Máy này im. Nồi còn dặn vẫn còn tiếng chả cọc cọc, để mình nổ máy anh em xem ha. Còn bình này mình đang test bình 99 chưa vệ sinh nha anh em, mới gớt xe thì mình test trước xong rồi mình vệ sinh ha, nó còn hơi dơ đây tê. Ốc còn 7 màu nha anh em. Xe này, cái máy này ghê lắm nha anh em. Mình có anh em thấy không, đây còn zin của nó luôn nè, nắp chụp bogey. Đây tất cả là zin, nồi chưa mở này anh em. Anh em coi nắp ốc nồi không? Chưa một dấu văng nha. Nha anh em, đây. Máy này cọp lắm anh em. Nước sơn còn zin. Mình kỹ lắm anh em. Mình không phải là mình mà coi mấy con ốc này nha. Có mấy con ốc này thì anh em thấy à, chưa có một dấu văn nào nha anh em. Từ từng chi tiết luôn nè, mình gom lại cho anh em coi nè. Đó. Thấy không? Nè. À anh em thấy không? Không có một dấu văn. Ốc này cũng vậy. À, cầm điện thoại nó hơi quơ đó anh em. Đó anh em thấy không? Mình kỹ lắm. Mình mở cái này ra, anh em muốn biết người ta có bùa phép thì anh em cứ mở cái này ra, ở trong này là không bao giờ bùa được nha anh em. Đó, cứ mở cái này ra, lấy cái đèn pin dội vô, nhìn con ốc trong này không có dấu văn mở là ok. Trong này nó dễ bị phạm lắm, anh em gỡ kỹ cỡ nào kỹ cũng phải bị dính à. Mà ốc trong này còn dặn ôm luôn rồi, rất là đẹp nha anh em. Để mình lấy đèn pin mình dội cái anh em coi ha. Đó anh em thấy con ốc không? Chèn ôm luôn nha. Đó. Tại ở này nó hơi tối quá mình không thấy rõ anh em. À. À. Bao anh em là chưa có dấu văn nha. Hết luôn nha anh em. Mình quay cái này thì nó không có rõ, anh em thấy không rõ được đâu. Nói chung là mình bao là anh em cứ yên tâm đó. Đây. À, anh em thấy không? Vàng ôm luôn nha. Đồ của mình bán có sao nói vậy, nói cho đúng sự thật nó sẽ hay hơn nha anh em. Thì anh em mua đồ của mình thì anh em cứ yên tâm. À, cục máy này là full hết luôn nha anh em. Đây là IC của nó nè, anh em thấy không? À, IC của nó 110 zin nè, mua pin zin của nó luôn nè. Nè anh em thấy không, mua pin zin luôn nha anh em. Mình tại vì anh em mình có cái dây này nó ngắn quá nè, mình gắn cục imobin của thằng Trung Quốc vô, mình test máy thử cho anh em coi thôi ha. Đây mobin zin nè, IC zin nè, cái chụp chụp buji zin luôn nè, anh em thấy không, là hiểu rồi cục máy này là cọc cỡ nào nha. Còn được nguyên zin hết luôn, đúng 201.
Thì mình nói anh em nghe vậy nè, anh em mua đồ của mình thì anh em đừng có sợ cái gì, đừng có lừa gạt gì. Anh em mà sợ lừa gạt là người khác ta lấy liền, thiệt á, mình nói thiệt luôn. Ở đây mình test máy kỹ càng, chẳng hạn như nè, cái máy này nè mình đã test trước mặt mình rồi đó, là mình sẽ dám bao, mình bao anh em là nội nguyên zin, bao giọng hú ha. Chẳng hạn như cái nào mình đã test rồi thì mình chắc 100% là không chạy đâu được, mình bao 100% mình bao anh em là nguyên zin, không giọng không hú, bao là không giọng không hú, không anh em được, không lo gì hết. Chừng nào mà mình mua cái cục máy mà nó chết á, cục máy chết là mình không thấy được nổ á, nên mình không dám bao. Anh em mua đó là hên xui. Còn này là mình đã test nè, mình test lên anh em coi nè, đạp cái nha. Không, vớt dép nhẹ là nổ nha anh em, canty thì thầm luôn nha, máy im lắm nha, không nghe tiếng động lạ nha anh em. Anh em nghe là nghe tiếng cái nồi nó chả cọc cọc nè, không không, anh em nghe cọc cọc không, là cái nồi zin nó chưa làm nha anh em. À, cái nồi này thì mình bao anh em 100% rồi nè, con ốc mà anh em thấy không, từng con ốc luôn đó nha, đẹp từng con ốc luôn á, đầu đuyết rồi nè anh em coi nè, máy này cọp lắm nè, đúng hàng zin nha anh em, chụp bô di còn zin nè, mô bin sườn zin, IC rồi còn zin hết luôn nè nha anh em, đúng hàng quay thái. Mình test cái bình 110 nè anh em, 110 đời 99 là sẵn này, mình quay video cho anh em xem. Này nó có hơi dính sờn, nó xấu xíu, không sao, cũng nguyên bộ nó anh em, nó mình cạo sờn ra hết. Đó, combo giò đạp, giò đạp, giò cần số, mô bin sườn IC, full cục máy, 7 màu lung linh. Đó, anh em nào chơi thì ở dưới màn hình đó kết bạn Zalo mình tư vấn anh em nha. Còn anh em nào muốn xài đầu lòng thì cứ alo mình, có đầu lòng nha. Ở đây mình còn một bộ đầu lòng rất là đẹp, anh em đúng 99 luôn nha anh em, bộ này cọp lắm nha. Này anh em thấy không, đúng cọp luôn, giấu đi, để đây đi, nhá hàng anh em chơi vậy thôi. Anh em nào thiện chí thì inbox cho mình kết bạn Zalo với mình đi, mình sẽ tư vấn anh em tận tình, chụp chi tiết để anh em xem ha. Mình thì nói chung á, anh em mua hàng mình, anh em cũng biết rồi, mình có sao nói vậy à, có sao nói vậy à, chứ không có tùm bậy tùm bạ nha anh em. Ở đây nó có chày nha anh em, nó có chày theo nha. Lốc này bữa nào mình tiễn cái lốc mà nọc cọp hơn xíu gắn vô cho anh em. Đó, đầu lòng đây, sáng dớ. Mình vô số nha. Số ship rồi là ngọt ngào hết nha anh em. Anh tì nó nhỏ xuống xíu, mình đang test bình nữa anh em, test bình quy thái nè, sẵn này quay anh em xem luôn. Rồi, anh tì nhỏ rồi, anh em đỡ cái máy đỡ giặt ha anh em ha. Đây, anh em ở gạch tiền nhuyễn ghê không,
thì thầm luôn nha. Xịt 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 xịt. Rồi tắt rồi, mình chỉnh nhỏ quá. Thôi nói chung vậy đi ha anh em ha. Mình có những gì thì quay lên để anh em xem, anh em tham khảo. Thì anh em thương tình thì anh em mua ủng hộ em ha. Em thì chân tình thì cảm ơn anh em nhiều, cũng thời gian qua đã ủng hộ cho em và mua đồ ủng hộ em cũng cảm ơn anh em nhiều. Anh em cứ thắc mắc gì cứ alo cho em, không có gì hết anh em mình. Đây còn bộ nè anh em, áo đây, áo 201 luôn nha anh em, đúng hàng nha anh em. Nhìn anh em biết là nó giống như cái đèn trước, nó giống như đèn của Alpha anh em, đúng được quay này, đúng quay Thái nha anh em, quay Thái nhưng phải quay Alpha nha. Không gãy bát nào đó. Ở nó có mấy cái đuôi sau nó không có gãy bát nha anh em, chỉ có hai cánh bẩn á, hai cánh bẩn thì nó có bị gãy bát nhẹ. Nói chung là có sao nói vậy đi, để mình giờ mình quay chi tiết để anh em xem nè. À, bát thì không có gãy nè, hai cái đuôi sau nè, nói chung là không gãy. Anh em về sơn lại nha. Cái này nó dán keo mà giờ lâu năm quá nó bị chết keo luôn. Hai ốp sau là đẹp lắm nha anh em, hai ốp sau này không gãy một bát luôn nha. Đúng này đúng hàng zin luôn nè anh em, không nặng lắm. Có cái này nè. Có mấy này thì nó gãy cái bát ở đây nè anh em. Hả? Gãy bát xíu đây. Còn nó thì còn nguyên zin. Đó, anh em thấy không? Nhìn không có đầu đèn nha anh em, không có đầu đèn. Ở bên này bẩn đây thì không có, không bị gãy. Đuôi cá thì không gãy nha anh em. Đó, đuôi cá còn y nguyên. Mặt nạ đây. Đây mặt nạ có chữ trên đây nè anh em, nhìn anh em cũng biết rồi ha. Mấy cái này về hàng sơn lại, mình để ghẻ lên anh em. Bộ này dày lắm luôn á. Đẹp. Không có cái đầu đèn, để anh em 1 triệu vui vẻ được alo mình 1 triệu thôi nha anh em. Không có đầu đèn, có bẩn rồi yếm rồi này đầy đủ nè. Wow, full như vậy đó, để anh em 1 triệu thôi, anh em về anh em sơn lại ha. Còn anh em nào mà nhanh tay á thì vui vẻ đi, mình bớt xíu nữa ha, chút xíu lọc thôi nha anh em. Rồi bình xăng vết cũng ok rồi. Rồi cảm ơn em đã xem video nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha.